dám đâu anh ba, chắc anh đã nghe nhầm. Em đây hát thì thầm cho bọn nhỏ nó nghe chơi. Nghe danh từ đã lâu mà nay mới gặp lần đầu, người gì đâu xinh quá. Chắc tối nay về tôi ngủ mơ. Xấu quá, xấu tệ. Xấu mới qua đây làm chứ đẹp qua đây làm chi cha. Mà nói mấy nghe này nè, mấy đừng nói chuyện lớn quá nha, nói nhỏ nhỏ thôi ha. À, mấy xin lỗi. Ừ. Thôi anh muốn ngồi ăn thiếu đi ha. Ừ. Ghê quá, ghê quá, ghê quá. Ghê không? Ghê. Không nữa không? Ghê, không ghê, không ghê, không ghê. Thì thôi ngồi ăn đi. Đồng bị chai. Ủa? Chai không ơi? Không lẽ mày bánh đèo? Cười mày quá à. Tôi nói rồi đó, đẹp thì mày lấy ảnh, còn mày hô hoài, mày xấu hoài thì mày khỏi lấy nha. Con hô quốc tế. Hô bà nội mày kia hô. Mày nói ai mày nội không? Tớ mày. Mày nói không? Con hô quốc tế. Mày với cái hàm răng của mày là chỉ có trâu có bò lấy mày thôi chứ người không có lấy mày đâu. Mày nói trâu à hả? Tao nói mày đó. Mày á. Vô mày không nói chuyện với mày nữa mày. Mày ở giáo mày, mày á. Bực bội quá à. Quỷ. Bắt đầu là mày ngủ một giấc là. Mời ơi mày tỉnh dậy mày đẹp liền hả? Ừ. Đừng có cãi tao. Tao làm biết bao nhiêu ca bên đây rồi tao nói đẹp lắm. Ngồi im cái con này. Thôi, hay là ta không làm đâu. Trời đất ơi. Muộn rồi. Muộn rồi không, chưa. Không nghĩ là cứ không làm đâu. Nằm xuống. Nghe đồn danh tiếng cô Tư hát hay hết, biết ai nghe cũng ghiền. Nên tôi vội vã kiếm tiền tầm sư học nhạc mong ngài làm quen. Anh ba cũng giỏi lắm nghen, làng trên xóm dưới cứ khen anh hoài. Hát hay đần giỏi có tài, như cô để ý mong ngài gặp anh. Nghe nói anh ba sớm trên rất đa tài, anh kéo đờn cò nghe ngọt sách tới lỗ tai. Nghe nói cô Tư nổi danh nhất sớm ngoài, giọng ca như chim hót, mấy anh trai làng chết mê. Nghe đồn danh tiếng cô Tư hát hay hết, biết ai nghe cũng ghiền. Nên tôi vội vã kiếm tiền tầm sư học nhạc mong ngài làm quen. Anh ba cũng giỏi lắm nghen, làng trên xóm dưới cứ khen anh hoài. Hát hay đần giỏi có tài, như cô để ý mong ngài gặp anh.